Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ, Chứng Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, hôm nay là một buổi tối ngày thứ hôm nay là buổi tối ngày thứ tư và hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng 7. Chúc mọi người có một tháng mới hoan hỷ, phát tài, phát lộc, bình an, vạn sự may mắn, thành công. Hôm nay là một ngày đầu tháng, em Minh sẽ lên một clip gọi là bán lấy lộc mọi người nhé. Một clip bán giao lưu mọi người lấy lộc, gọi là một chút độc kèm vào đầu tháng thôi đó. Thì các bác nào hôm nay xem clip nào thấy những cái sản phẩm nào đẹp ưng ý mà hợp với không gian nhà mình thì các bác có thể đê về mọi người nha. Tầm này thì tôi cứ cố gắng hàng ngày hàng giờ, cố gắng làm sao mà để ra được cho mọi người những cái sản phẩm đẹp nhất, to nhất, độc nhất và giá trị nhất trên cái nền tảng là giá thành phải hợp lý các bác nhé. Ngày mùng 1 đầu tháng hôm nay là chỉ có vui thôi mọi người nhé, chỉ có vui thôi, chúng ta không nói chuyện đến cái vấn đề là đời lãi gì cả, cứ giao lưu được, lấy cái may mắn, lấy cái lộc của mọi người, đó là em mình vui rồi và các bác vui rồi. Ok, và bắt đầu vào chương trình clip luôn, khỏi làm mất thời gian của mọi người. Thì các bác đang thấy em đang ngồi bên cạnh một tác phẩm có thể nói là một trong những cái bức dinh nặng siêu to khổng lồ rồi, hàng siêu to khổng lồ, em rất là nhỏ bé so với cụ. Và cái bức này bây giờ còn cân nặng rơi vào tầm khoảng 60 cân, hoặc em nghĩ 60 cân, nhưng em nghĩ 60 cân là không hết được đó. Và bức này là bức dinh nặng ngồi tùng, tất cả những cái này mọi người đang nhìn đều là liền nguyên khối, liền nguyên khối mọi người nhá, liền nguyên khối. Còn nếu để nói và chắc thì chắc chắn là không có, đó là hàng liền nguyên khối. Chắc thực ra là bên em rất là ít khi làm, mà hiếm lắm em mới làm chắc thôi. Thường thường là như là 10 bức thì có đến 9 bức hoặc là 9,5 bức là hàng liền, có một bức là chắc một chút đó. Thì cái bức này được chế tác nguyên trên một cái, nó là một cái phần gốc hoặc là một cái bản dễ rất là to, phải nói là rất là to, của một trong những cái dòng gỗ Ngọc Am, nó siêu tinh dầu, phải nói là siêu tinh dầu. Và nhà bác nào mà hiện tại chưa có một bức di nặc chất đẳng cấp to và đẹp thì chỉ cần bày một bức như này thôi là không gian nhà các bác thơm ngát luôn, thì mời mọi người hôm nay về săn và bê cụ về chơi. Em đảm bảo hôm nay cái giá mùng 1 đầu tháng em mình để một cái giá nó rất là hợp lý. Còn trên thị trường hoặc là bình thường em mình vẫn giao lưu mọi người một pho như này thì đâu đó là tầm khoảng trên 6 triệu một chút. Bởi vì sau khi hoàn thiện rồi và phần đục cái phần cây tùng nó kênh bong như thế này mà cái sản phẩm vẫn còn nặng tầm khoảng 6 cân, thì cái phôi ban đầu nó phải rơi vào tầm khoảng ít nhất cũng phải là 1 tạ 1 hoặc là 1 tạ 2. Thì đục như này nó rất là nhiều gỗ, phần đục tùng mà cái tùng ngoài liền mình đục moi rất là nhiều, thì riêng cái tiền gỗ nó đã rơi vào tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu tiền gỗ rồi. Mọi người thì mua phôi, các bạn có thể mua phôi, mọi người hình dung nha, tầm 4 triệu 1 triệu rồi. Thì cái tiền công cán riêng phần đục tùng nó rất là mất công, còn đục dinh nặng nữa thì riêng phần công cán thì bức này có nhà làm ra cũng phải 3 triệu, thì đâu đó nó phải tầm 7 triệu bức như này đấy. Mà hôm nay ngày 1 đầu tháng mình bán cho mọi người thì em đảm bảo mọi người luôn, hôm nay là 1 đầu tháng nó là bán lấy cái may của mọi người rồi, bán lấy cái may, cái lộc và những cái sản phẩm ngày hôm nay đi, em đảm bảo mọi người là đúng với tiêu chí là bán lấy cái lộc và cái may và hàng giá nhà sản xuất ra, nên là các bác yên tâm về chất lượng. Và cũng nói sơ qua các bác là cái mức này là gỗ là của em là nuột, có nghĩa là gỗ đẹp và nuột 100%, phải đi chính thế nhá, đẹp và nuột 100%, và độ tinh dầu của nó thì siêu đẳng cấp, gỗ thì cực kỳ dày dặn. Để em đo qua kích thước xong rồi em sẽ quay kỹ cho mọi người, phần bức này rất to, chiều cao em nhớ là gần 1 mét, cao 90, cao 95, mọi người cao 95, cái độ rộng là 50, cái chiều ngang là 50 và độ dày dày lắm, bức này là bức siêu dày mà 39 phân. Và cái chất gỗ nó đỏ rực luôn, chất gỗ thì tuyệt cú mèo đó mọi người ạ. Và nó được quý một cái là hàng nó liền hết 100%, xong khi đó nó lại là không có vết tích gì,
không có dặm vá hay là bị vẽ vân. Đây, nó quý giá cái như thế. Đây mọi người, đây toàn bộ những cái phần, nó là những cái phần đây này, nó đều là những cái phần hốc hoặc những cái phần rễ hết, xong là mình cố gắng bổ ra, bổ và chọn lọc ra gỗ. Đây mọi người nhìn thấy nó vẫn còn những cái phần này, phần da gỗ này. Đây là một chút kiểu da, hoặc mọi người có thể gọi là nũa, đơn giản là nũa thôi, nhưng mà cái phần đế của cái củ gỗ này nó đặc đặc mọi người. Đây cái này nó còn ôm đá nhé mọi người nhé, đây là nó này, đây nó còn một tí dính một tí đá này, đây này nó còn một dính một tí đá, cái chỗ này là ôm đá này mọi người, mà nó dính một tí này thì chứng tỏ mọi người gì, đây là những cây của những cái phần ngọc am, của những cây ngọc am nó rất là khổ, nó là những cây thuộc dạng những kiểu hàng nghìn năm tuổi to lắm. Phần hốc hác còn sót lại trong rừng đây được phải khai thác vào những cái phần rừng rất là sâu, gần như là rừng thiêng nước độc thì mới có những phần gỗ này vất vả lắm. Đây nó còn găm một tí đá đây này, cái này viên đá to nó rụng ra rồi, nó chỉ còn một dính một tí này, dính một tí đây, đây toàn bộ là liền hết, lên khối hết đó, gỗ to và đục moi ra và nó dày lắm, cái độ dày nó gần 40 phân thì mọi người biết nó rất là nhiều gỗ và dày. Còn cái chất thì đây mọi người nhìn chất này, đây quay đỏ rực luôn, đỏ rực luôn, chất thì không chê được mọi người. Về phần chất thì chắc chắn là không chê, đây là bên cạnh này, đây mọi người nhìn này, gỗ đỏ rực, đây là những cái răng này là nó từ gỗ, cái phần này nó sát ra cái phần da gỗ ấy, nó bị đứt găng, nó nứt từ gỗ rồi chứ không phải làm nó nứt, làm dao nứt thì mới sợ mọi người ạ, còn nứt từ gỗ rồi thoải mái luôn. Đây mọi người, cái phần cái tùng rất là sung xuê. Thế mọi người, cái chỗ này nó bị khuất sáng đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái ánh đèn ở bên trên này này, ánh đèn bên trên nó dọi xuống và nó vào cái phần cây tùng này thì cái phần này của di nặc là bị khuất. Đấy. Còn khi mọi người nhận về thì các bác để thì ánh sáng nó chiếu chuẩn vào thì nó rất là đẹp mọi người. Diện của cụ thì em đảm bảo mọi người là diện là được quá hoan hỉ rồi, quá chất và quá đẹp rồi. Còn cái gỗ thì em cũng đảm bảo mọi người là hàng nó còn có quả chun cơ, không thể chê được, đúng không? Gỗ không thể chê, có điểm chê, ví dụ như hàng to này mà hàng gốc rễ này sợ nhất là cái vấn đề nó bị dặm màu của vẽ vân hoặc bị dập lát, là sợ mỗi cái vấn đề đó thôi. Nhưng riêng đối với sản phẩm siêu khổng lồ này, không dám gọi là siêu phẩm đâu, nhưng mà cũng được hàng siêu to rồi, lục lạc cái này rồi mà em để cho mọi người, và em cũng cố gắng lựa cái gỗ nó không có tí vết nào để cho mọi người chơi, và là hàng siêu tinh dầu, siêu tinh dầu mọi người nhé. Không mọc gì nào, em đảm bảo mọi người cái giá em mình đưa ra mọi người tùy duyên luôn. Đấy, cái giá mùng 1 đầu tháng mọi người nhé, còn không ở đâu bán thế này đâu, em nói khẳng định mọi người, nó to này thì không đâu bán thế này đâu, giao đi mọi người 5.50 không ship, đảm bảo mọi người. Nhiều khi chúng ta còn, nếu các bác đi mua gỗ còn không đủ tiền mua cục gỗ cơ, chứ đừng nói đến cái vấn đề công đục, không đủ tiền mua cục gỗ cơ, chứ đừng nói vấn đề công đục. Nhưng em Minh là thực ra là chia sẻ mọi người là hàng trực tiếp đi mua gỗ và mua số lượng rất là nhiều, vào tận rừng sâu mua gỗ, tận trong hạt kiểm lâm mua đấy, và cái giá thành là thợ nhà nạc, nên đảm bảo mọi người. Và hôm nay mùng 1 đầu tháng giao mình lấy đúng cái vía là mọi người, vía cái nào may mắn thôi, nhưng cũng không mấy đâu mọi người ạ, nên là vui thôi, cũng ai rất là vui, và em cái ngày mùng 1 cố gắng rất là vui, luôn luôn vui vẻ mọi người ạ. Và thứ hai là bước này quá chất, và em cũng chúc mừng bác nào hôm nay bê được những cái sản phẩm ngày hôm nay, sao mà các bác bê được chơi tuyệt vời mọi người nha. Và bình thường không có giá này đâu ạ, ít nhất phải tầm khoảng 6.5-7 triệu, nhưng mà hôm nay thì vui thôi. Rồi ok, em nhờ người bê xuống mọi người nhé. Siêu phẩm này thì chắc là cũng thì thật có một bức ạ, có cái hàng nữa nhớ tầm khoảng 4.50-5 đồng thì nhiều, có hàng to khủng này thì thật nó có rất là nhiều hơn, là mọi người mà cảm thấy hợp lý và đẹp thì các bạn phải bê về chơi nhé mọi người nhé. Rồi để em đi chính thức bê sản phẩm xuống để em chút, để em chút nha, em nhờ người bê chứ mình không bê được. Rồi chắc chắn là phải hai người bê rồi chứ còn
một người thì chắc chắn là không bê được mọi người, bởi vì nó quá khủng và nó quá to ấy. Nhưng người mình ôm vào đây còn không ôm được hết, không ôm được hết để mà bê. Với lại nó rất là lạ. Tiếp theo lên cho mọi người một tác phẩm này nha. Cái này hôm nay cũng bán đến đọc một tháng thôi mà nó đẹp lắm mọi người. Em vẫn chia sẻ mọi người, bên em làm heo vẫn rất là đều và nhiều số lượng ra, lấy số lượng làm nãi mọi người ạ. Bán heo thì bên em lấy đúng cái câu chuyện là lấy số lượng làm nãi và đảm bảo cái công thợ cho mọi người thôi, đảm bảo công thợ và anh em thợ thuyền cũng có nhiều việc làm luôn. Này là một cái bức song heo, hoặc là cái bức này thì nếu đúng tên gọi chuẩn thì mình gọi là heo mẫu tử, có nghĩa một chú heo cha, heo mẹ và một chú heo con. Và cái hàng này đục trên nền tảng nó là một phôi gỗ hương ông đá. Cái lô này của em gần như là 10 cục nó có 9 cục là hương ông đá cùng một xe gỗ. Em mua xe gỗ mà em mua cùng một xe và mua số lượng rất là nhiều cùng một xe gỗ thì 10 cục nó có 9 cục là ông đá, đá to, đá nhỏ, đá để từ thể loại. Bức này rất là đẹp mọi người, rất là đẹp và to phết đấy ạ. Đây mọi người nhìn rất là to. Chứ bức này không nhỏ các bác, không nhỏ đâu. Nhưng mà được cái bức này mà các bác để ở bàn ấy, mọi người bày bàn là rất là hợp. Em nghĩ là các bác bày bức này bày bàn là rất là hợp mọi người, cực kỳ hợp luôn. Cực hợp luôn các bác nhé, rất là hợp mọi người nhé. Rất là hợp, đẹp luôn. Đây tròn trịa. Đây là một chú heo to này và đây chú heo nhỏ sau lưng này, trước đây là cái bao tiền. Và cái bức này em ngắm kỹ cho mọi người, dạ gỗ là không có tí vết nào mọi người nhé, không có tí vết, không vết, không chắc ghép. Gỗ thì quá đẹp rồi, không chê được ạ. Đây một viên đá chỗ này, đây hàng gỗ đá một đây này, sau lưng dưới chân này, viên nhỏ lên đây này, một cái viên bé tí ở chỗ này này, một viên bé tí chỗ này và một cái viên ở chỗ này, nó kẹp với viên bé tí đây, bé tí nó chỉ bằng ngón tay đầu ngón tay cái, đây là bé đây. Em sẽ đo kích thước trước, sau đó là sẽ báo giá cho mọi người. Chiều rộng 39 mọi người nhé, cao rất là cao 33, rộng 39 cao 33 và độ dày nó rất là dày. Dày 35, rộng là 39, cao 33 và sâu 25. Về chất gỗ thì khẳng định mọi người luôn là siêu đẹp, siêu vân. Đẹp các mày kỹ, kể cả tình yêu nhìn rõ nhé. Đây ạ, mọi người thấy em thửa gỗ hương chưa? Xe gỗ đây em thửa cho mọi người, đây là vết sụ hoặc là một cái chân nu, chân nu nó chảy chứ không phải là lỗi vết. Hàng này em không có lỗi vết ạ, hàng của em không có lỗi vết. Trên xưởng em vẫn heo vẫn ra liên tục. Em thương mọi người bởi vì sao, em ví dụ như cầu heo này em to như thế này và đẹp và được kỹ như thế này, em minh bán mọi người hôm nay mùng 1 đầu tháng em bán cho mọi người với cái giá nó rất là êm và đúng cái câu tiêu chuẩn là ngày mùng 1 đầu tháng bán giao lưu lấy lộc, là cái cầu này em bán cho mọi người cái giá em bán mọi người cầu này với giá là chỉ có bởi vì là tiền gỗ một cái cầu này nó rơi vào tầm khoảng 800-900k, thì cái tiền công thợ nhà làm và cái cầu này nó rơi vào tầm khoảng 700.000 công, khoảng 700.000 tiền công đó, thì em chỉ giao đi mọi người tới cái số đẹp và cái số lộc đầu tháng thôi. Còn bình thường một cầu này thì bán đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 1.700.000-1.800.000, thì em có tầm khoảng 200.000 công. Hôm nay thì bán đến 1.500.000 mọi người nhé. Đó, cái chia sẻ mọi người là như này này, trên xưởng em vẫn còn đâu đó cầu, những cầu heo, những con heo đơn em vẫn còn tầm khoảng gần 20 con, bởi vì thợ anh em ấy một ngày trung bình làm mà tầm khoảng 4 con heo như này, từ 3 đến 4 con mọi người nhá. Nếu hàng nhỏ này thì thợ trung bình một ngày làm mà tầm khoảng 3 con, còn bé hơn như này nhỏ nhỏ thì bằng bàn tay này thì nó là 4-5 con, nó nhiều. Còn hàng như này là tầm khoảng 3 con, hai người thợ chuyên làm heo
em thuê cứng hai người làm heo, thuê thợ cứng, có nghĩa là chỉ ăn mới làm heo, một người vỡ và một người gọt. Đó, vừa người vỡ người gọt, bị em thuê là người gọt là 500k, còn người vỡ là 650. Đấy, thì một ngày trung bình họ làm được tầm khoảng 3 cầu gì đấy. Còn to to như cái bức này thì một ngày họ làm một một bức này thôi. Nó to này thì một ngày họ chỉ làm một bức như này thôi. Bởi vì vỡ nó cũng lâu, thứ hai là gọt bức này nó cũng rất là lâu. Bức này nó rất là to, họ rất là lâu. Bức này thì một con bức vít này rất to. Đấy. Thì cái như này thì như phải làm như thế thì mới bán được cho mọi người cái giá thành như thế, chứ còn nếu mà không làm như thế, mà không làm nhanh như thế, mà không thuê thợ mà đi thuê người ta đục ấy, thì một cái cầu này ta phải lấy rơi tầm khoảng hơn 1 triệu tiền công thì nó khá là cao. Có làm đây để mọi người nhìn cái chất này, chất gỗ thì tính như này em cũng cố gắng thử cái gỗ đẹp, chứ còn nếu mà đến nói đến heo mà bên em làm mà gỗ xấu hoặc là gỗ bình thường thôi thì chắc chắn là mọi người cũng không mua rồi, chứ huống đến câu chuyện là gỗ có vết, đúng không ạ? Không chê được mọi người hàng em giao lưu mọi người là 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu thôi đó. Đây, mọi người nhìn đúng có vết sụn nó chạy đấy, rất là tuyệt vời. Để cả con heo con này cũng gỗ cũng siêu đẹp luôn. Lưu ý giúp em mình là hàng nền nguyên khối mọi người nhé, không có chấm ghép đây ạ. Cái gỗ của nó rất là tuyệt vời, nhưng không dám nói là đẳng cấp, nhưng mà mình chỉ dùng một từ thôi, nó là gỗ hương ta của mình, và em mình chọn lựa hàng gốc rễ ôm đá nữa để trên nền tảng những cây gỗ hương siêu đẳng cấp để về mọi người chơi nó thích, và nhìn mắt nhìn cái con mắt các bác nhìn cái sản phẩm của em là cái màu sắc nó rất tuyệt vời, nhất là cái gỗ hương của mình. Là mọi người cố gắng mua gỗ hương ở đâu thì mua phải trên nền tảng cái màu sắc nó phải đẹp như này mọi người nhé, phải tươi tắn và màu chuẩn của gỗ hương như này. Chứ nhiều nơi người ta làm người ta không biết làm này, xong người ta cho thợ nó tẩy mất cái chất của gỗ hương này luôn, tẩy mất chất gỗ luôn, anh em mất chất và mất vân luôn đó, xong họ sơn họ phải dùng màu vào thì con đồ nhìn nó rất giống nhựa và nó nhợt nhạt, nó không ra đồ gỗ mọi người ạ. Và vân nó sẽ không đẹp như này đâu. Ok, 1,5 triệu cho mọi người nhé, hôm nay đến nọc thôi, tuyệt vời luôn. Thực ra thì mình em làm cũng rất là nhiều, cố gắng làm sao mà dạy hàng nhanh nhất có thể cho mọi người thôi. Tiếp theo đây mọi người ơi, hôm nay vẫn là chương trình một lấy nọc, thì nên tiếp cho mọi người một cái mức này cũng gọi là hàng khủng rồi, mà giá thì em nghĩ là bình thường không có giá này. Hôm nọ em cũng có quay một cái chum cắt mua một cái chum đấy là tôi lấy hình như chum ba mà còn bé hơn chum này, em 3,5 triệu. Hôm nay chum này là chum ngũ cắt lăng con mà to hơn. Có hơn mọi người nhé, có hơn, nhưng hôm nay 1,1 để mọi người giá cũng giá 1,1 luôn. Chum này ngũ cốc 5 em 5 ngũ cốc, và hàng này to hơn chum loại rất là nhiều, chất gỗ thì tuyệt vời. Đính chính mọi người như này này, nếu các bác có thể đi tham khảo, mọi người chỉ cần nhìn cái kích thước và tí em đo kích thước cho mọi người, thì các bác có thể đi tham khảo một cái chum như thế này với cái chất gỗ và đục lăm cũ cao thường thường trên cái chum như này, thì trên thị trường không có giá dưới 5 triệu, chắc chắn em mình đảm bảo luôn, mọi người có thể đi tham khảo, không hề có giá dưới 5 triệu, thậm chí là nơi là người ta bán rẻ nhất cho mọi người cũng phải 4,5 triệu. Với bình thường bên em mình vẫn bán, không loại bán một cái chum 3 cốc nhỏ hơn chum này và đục có 3 con thôi, 3 cụ thôi, này 5 cụ, và chất thì nhiều khi chắc cũng chưa chắc đẹp bằng chất này, em mình đã bán 4,5 triệu rồi đấy. Còn nhưng hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng, các bác lấy cái chút nọc để cho mọi người các bác vui, và em cũng bán được hàng nó vui, còn em không quan trọng đâu, hàng thợ nhà làm ra thì cũng không quan trọng đâu, và giá thì em nghĩ là chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi ạ, chứ còn bình thường thì xin phép mọi người không giá này đâu, chung tròn xe nhé.
chung trần xe đây, mọi người nhìn thấy gỗ rất là nhiều đây. Những cái dải mây này đều là liền khối đây. Mọi người thấy đã, đây có một cái dải mây đằng sau, cái gỗ rất là to, và em để lại cái dải mây này để cho mọi người biết là củ gỗ ban đầu to như này. Và ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay sẽ để cho mọi người cái giá duy nhất thôi nha mọi người nhá. Và bình thường sẽ giá trở lại là cái chum này ít nhất phải 4,5 đồng, còn không có dưới đâu ạ. Thì rất là to và nặng, vân gỗ thì em nghĩ là quá vip rồi. Những này là những cái chân nu mọi người ạ, những cái chân nu đây này, chân nu nó chạy nhưng mà nó đâm theo cái chiều này chứ nó không đâm. Nếu nó đâm chiều này thì là chúng ta sẽ có mắt nu, nhưng mà đâm chiều này là không có, vân tự nhiên của gỗ đấy. Đây này mọi người, bày chum to lắm nhé mọi người nhá, không nhỏ đâu ạ. Để em đứng sau lưng em ước lượng cho mọi người để các bác hình dung là sẽ thấy độ to như thế nào đấy ạ. Mọi người thấy chưa, chum không nhỏ tí nào đâu, em đứng cạnh đây. Đây mọi người thấy là chum không hề nhỏ nhá, rất là khủng, chứ không phải là chum nhỡ hay là chum bé đâu ạ. Chum này là chum to rồi, để em nó kích thước cho ạ. Quá tuyệt vời luôn ạ. Hôm nay thứ nhất ngày hôm nay cao 70 mọi người nhá, cao 70 nhá, cao 70 đấy. Hôm nay ngày đầu tháng đến đọc thôi, bao gồm em mình cao 70 rộng 52 và sâu là 39. Cao 70 mọi người nhá, cao 70 rộng 52 sâu 39. Ngày hôm nay các bạn nhanh tay số đẹp ngày đầu tháng mùng 1 đấy, đúng số đẹp thôi, 39 3 đồng 9 không ship mọi người. Em đảm bảo trên thị trường không ở đâu bán thế này, không bao giờ có ở đâu bán chum đẹp liền nuột nặng này, to như thế này, không ở đâu có. Cái thước cao 70 mọi người, cao 70 rộng 52, cao 70 rộng 52 này bán 3,9 thôi mọi người, không ở đâu có đâu ạ. Thứ nhất nhá, hàng ngày đúng tiêu chí của em ạ, bán đi không làm lãi. Ok chưa? Có đồng tiền mọi người đầy đủ nhá. Nhưng mà đồng tiền thì để đâu không biết đâu. Để mai các bác nào đấy thì em có đồng tiền đầy đủ em tìm. Chị chắc đi xuống nhá. Ui dồi ôi. Em đảm bảo mọi người luôn. Còn cái giá em đưa cho mọi người là hủy diệt luôn, đến các bác đến tận nơi thợ làm cũng không có ra đó, cũng có ra đó đâu. Nhưng em minh đào cho mọi người luôn, tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây chị ạ, cái này cũng rất là đẹp mọi người nhé, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người thấy em minh thượng gỗ hương này, đây là một cái khay để hoa quả hoặc là một cái khay để ấm chén tùy theo mọi người, nhưng mà các bác sẽ thấy em minh thượng gỗ hương làm cho mọi người, đến với em minh gỗ hương phải như thế này mọi người ơi. Cái này nếu em bảo là gỗ cẩm các bác cũng sẽ tin nó là gỗ cẩm, nhưng mà thưa với mọi người đây là gỗ hương thôi, gỗ hương thôi, không phải cẩm nhá. Và từ cái chất gỗ đến cái những cái đường nét của thợ đục thì em đảm bảo với mọi người đây là một tác phẩm làm rất là kỹ, sạch và đẹp. Kỹ, sạch và đẹp, và không có một tí gì gọi là vết đỗi gì cả. Có nghĩa là đẹp 100% luôn, chứ không phải là 99%. Nhiều khi 99%, nhiều khi còn hơi gợi một tí, ví dụ như kẽ kiếc hoặc là nứt răm, nứt giết chẳng hạn. Đây, không có vấn đề gì luôn. Và đây là mọi người nhìn, tất cả những cái mà đang đục các bác nhìn này đều là liền nguyên khối. Đó, đây là một cái lá sen non này, đây là một cái nụ sen này, đây là bông sen đang nở này. Và những cái phần này mình có thể tạo hình thành một cái như kiểu một cái viền lá. Đó, rất là đẹp mọi người nhé. Cái này hơi cong cong mọi người nhé, chứ không phải cái này mặt bằng thôi nhé. Đó, cái này về mọi người có thể kết hợp. Ví dụ bên trên này chúng ta để một cái gì đó, bên dưới chúng ta để hoa quả, tùy các bác.
Và với cái chất gỗ thì đây là cái hàng một cái như kiểu là một cái bạch rễ hương Gia Lai của chúng ta thì nó mới có cái chất gỗ như thế này. Thật sự chia sẻ mọi người ấy. Và cái gỗ thì mọi người thấy nó rất là dày đây. Mọi người rất là dày chứ không hề mỏng nè, không hề mỏng, rất là dày đấy, rất là dày mọi người nhé, rất là dày và không hề mỏng. Còn em cũng không nói đến, không chia sẻ nhiều nữa, bởi vì là thực ra nếu mà bây giờ em sẽ đo kích thước và em sẽ chia sẻ cho mọi người cái giá, thì đúng như tiêu chuẩn của ngày hôm nay em cũng nói với mọi người là cái giá em minh bán ngày hôm nay là cái mang cái tính chất là chỉ lấy một chút lọc cho mọi người thôi, lấy một chút lọc của các bác, chứ còn mình cũng không có hy vọng, tóm lại là lấy lọc thôi. Còn hoan hỉ, còn em cũng không tính, em không tính lãi lời gì cả đó. Còn không tính có nghĩa là mình cứ cảm thấy cái giá nào và mà mình thấy cái giá nó hợp lý và các bác thích và đảm bảo là nghe đến giá và cái chất lượng gỗ là mọi người mua được là mình đưa vào cái giá đó, chứ em không tính, bởi vì thợ thuyền mà gỗ lạc hôm nay không không tính nữa, mùng một tính nó đau đầu cứ vui là được đấy. Thì em để mọi người cái giá em cảm thấy cái con số đó các bác cực kỳ thích và nghe đấy là mọi người mua được luôn đấy, thì em sẽ đưa vào con số đó, còn không tính nha mọi người ạ. Không tính, nó mình quá nhà nói thế thôi, em không tính đấy. Cũng cả tháng mà mình còn những cả tháng nữa mà, hôm nay ngày mùng 1 mà không sao. Cái bước này là cái chiều dài của cái khay này nó là 48 mọi người, cái chiều dài này là 48 mà chiều rộng này, chiều rộng nó rơi một tầm 36 phân. Độ dày cái khay này sẽ 3 tầng này, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Thì em sẽ đo cái tầng dày nhất mọi người nhé. Cái tầng dày nhất này nó là 10 phân. Cái tầng dày nhất này nó là 10 phân. Mọi người biết 10 phân gỗ thì cái phôi ban đầu nó phải rơi vào tầm khoảng 15 phân. 15 phân gỗ trên một cái cục phôi dài 50 này thì cái cân số lạng cân gỗ nó rơi vào tầm khoảng hai mấy cân. Hai mấy cân gỗ thì em cứ gọi tính rẻ cho mọi người tiền phôi mất tầm 600 nghìn. Còn tiền công em không tính đến tiền công. Coi như không tính công mọi người đây, em chia sẻ làm từng cái nhụy, những cái hoa này, những cái bông này chạy dạch những cái viền như này. Nó cũng không hề nhanh đâu mọi người. Không hề nhanh. Còn cái khay này trên thị trường đâu bán rẻ nhất cho mọi người cũng bán tầm khoảng 1,1 triệu, 1,1 triệu cái khay như này. Nhưng mà hôm nay mình để cho mọi người cái giá này. Nó mà nó cây này, khay này nó rất là đẹp. Thật sự chia sẻ mọi người nó rất là đẹp. À, em để mọi người cái số đấy coi như là tiền gỗ và tiền phun thôi. 850k. 850k mọi người nhá. Các bác đừng để trông rất là đẹp, nhìn nó giống một khay, nhìn nó yếu tố nó rất là nghệ thuật. Ngoài cái chất gỗ nó đẹp ra rồi thì nhìn nó cũng rất là nghệ thuật, về mọi người bày cái gì cũng được, chứ còn không nhất thiết là chúng ta phải bày một cái bộ ống chén đâu, tùy theo mọi người những cái vật dụng và những gì mọi người tùy bày để được nhé. Ok, hôm nay cái clip ngày hôm nay là một đầu tháng, các bác nào mà đi được món nào là cũng rất là tuyệt vời vì cái giá rất là hợp lý. Chia sẻ cho mọi người một bức di nặc gỗ chắc, hàng cũng để bàn thôi, nhưng mà cái bức này nó rất là đẹp và gỗ rất là luôn. Em chia sẻ bức này là được chế tác trên chất liệu là một cái bức sụn chắc đỏ, sụn chắc đỏ đen. Bức này thì mai em sẽ cho cái sát lại, bởi vì là nó hôm lọ là nó do nó bị trời mưa đó mọi người, nên là cái gỗ nó nhìn nó hơi lem nhem. Nhưng đây mọi người thấy là cái chắc Việt của mình nó sẽ có hai loại chính chủ yếu là chắc đen và chắc đỏ. Thì cái bức này nó là sự kết hợp giữa đỏ và đen, nhưng hiếm khi có một cái bức chắc đỏ mà cái chất đỏ nó lại nhiều hơn như thế. Đây nó mọi người thấy nó hơi lem nhem này, bởi vì là cái hôm lọ là khi em bốc hàng ấy là đúng cái lúc nó gặp cái trời mưa, sau cái nước mưa nó vào ấy, nước mưa nó vào thì con đồ nó hơi nhem nhem. Cái này thì em cũng bận, em chưa có thời gian em đánh xi lại, em sẽ đánh xi lại. Đây, em chia sẻ mọi người bức này rất là to, và những hàng nhỏ này thì mọi người nhìn cái thợ đục để bên em này, làm phần chân, phần tay cái này là rạch ra,
cho nó kênh cái chân này ra. Phần áo và cái phần diện mặt nó rất quan trọng. Ở đây mọi người sẽ ngắm em ơi. Em chồm vào đây mọi người. Thực thường ấy, mọi người mua cái bức chắc tầm như này người ta bán tầm trên 1 triệu. Trên 1 triệu bức, nhưng mà em đảm bảo mọi người là người ta sẽ không có cái cam kết cho mọi người là thứ nhất là chắc cũ, hàng chắc Việt của mình đây này. Nó có sụn này, đây đoạn này có sụn này. Và thứ hai người ta cũng sẽ không cam kết cho mọi người hàng hoàn toàn là nguyên khối và không giảm vẽ đâu, không cam kết giảm vẽ đâu ạ. Nhưng em mình cam kết hàng này không giảm vẽ. Và thứ hai là người ta cũng sẽ không bao giờ chia sẻ đây chùn. Người ta sẽ không bao giờ chia sẻ kỹ cho mọi người cái vấn đề về cái phần diện mặt này, nó rất là quan trọng. Đây, em sẽ che này là mọi người nhìn diện là chúng ta sẽ tập trung vào cái diện. Đó. Bởi vì sao ạ? Có thể là người ta bán cho mọi người rẻ. Người ta sẽ bán cho mọi người cái giá rất là rẻ, nhưng người ta sẽ lấp liếm rất là kỹ cái phần mặt, người ta không dám quay đâu. Bởi vì sao cái phần mặt này người ta không dám quay? Bởi vì phần mặt nó rất là quan trọng. Nó quyết định đến cái vấn đề là đắt rẻ của một cái pho tượng hàng nhỏ này. Bởi vì cái phần diện mặt này, bọn em ví dụ như bọn em đi thuê đọc một cái pho tượng nhỏ, bọn em đi thuê làm một cái diện mặt không như thế này là 200.000 cái diện mặt này mọi người nhé. Còn có những tác phẩm như thế này người ta bán cho mọi người tầm khoảng 1.1-1.2 triệu cũng có, nhưng mà cái phần diện mặt nó sẽ chắc chắn, em chắc chắn nó sẽ không đẹp này đâu, nó không đẹp như này. Bởi vì cái người thợ đó họ tự làm mặt, họ tự làm mặt di nặc, và khi người ta tự làm thì chắc chắn là cái diện nó sẽ không đẹp bằng cái người chuyên làm mặt như này hàng ngày hàng. Em diện mặt di nặc bên em không bao giờ để thợ tự làm cả, đều phải em đi thuê hết, thuê thợ chuyên làm mặt hết để họ làm cho nó chuẩn chỉ. Và mọi người thấy là tay nghề thợ cũng khá là ok. Đây là cái bao tiền làm cũng rất là đẹp, liên khối mọi người nhé. Đây mọi người, những cái chất chắc Việt của mình nó rất là đẹp. Đây em thấy cục chắc đỏ này khá là đẹp thì mình làm thôi, chứ còn bình thường em không làm chắc đỏ đâu. Bức cái to mọi người nhé, rất là to này. Và đây cái phần thần thái cũ. Em mình sẽ để cho mọi người cái giá ngày mùng 1 đầu tháng, giá chắc chắn là nó chỉ rẻ như một cái pho di nặc chắc đẻo thôi. Em gọi là pho di nặc chắc hàng bình thường thôi, mà hàng kỹ. Dài 30 mọi người, dài 30. Cao 19. Và độ dày là khoảng hơn 12 phân. Dài 30, cao 19, độ dày hơn 12 phân. Cái phần này đến nũ, đằng sau là nũ này này. Thế này. Cái này là liền cục mọi người nhớ đây. Nó có một cái chút tâm ở đây. Đấy, còn phần này là đũa này. Đúng rồi. Cái phần đũa này thì nó sẽ đen. Còn phần trước đục ra nó sẽ đỏ. Đây này. Cái gỗ chắc này, càng ra bên ngoài như này ấy, thì cái gỗ nó sẽ đen. Còn càng đục vào bên trong này thì gỗ nó sẽ đỏ. Càng đục vào trong thì nó sẽ đỏ, còn cái phần da bên ngoài này mọi người nhìn nó sẽ đen. Nó sẽ đen nhưng càng đục vào trong càng đỏ. Đây. Bỏ tiền cho. Bữa này em giao lưu mọi người đến cái lọc đầu tháng thôi nhé mọi người nhá. 1379, bình thường không có giá như này rồi. 1379 nhé. Màu của gỗ chắc Việt của mình đỏ rất là đẹp và tuyệt vời. Bình thường không có giá này đâu, em không bảo luôn. Bình thường không có giá này đâu, vì không làm được, không làm giá này. Bình thường không làm giá này đâu các bạn. Anh mùng 1 em lên nốt cho mọi người hai cái món này, bán nó hết nha. Cái này là có ghê cuối cùng. Hết ạ. Em tặng cho mọi người có nghe cả. Đây em quay cầu nghe trước. Quay cầu nghe trước. Quay cầu nghe trước cho mọi người nha. Nhất là chia sẻ mọi người cái hàng này là được chế tác trên một cái rễ hương liền khối, và nó có cái phần kẹp khe này là ôm đá.
Đó. Đây là cái cầu cuối cùng và cái cầu này tên nó dễ đặc xịt. Đặc xịt mọi người nhé. Hàng em sẽ bao cho mọi người là không có lỗi vết. Gỗ thì tuyệt vời. Cầu khá to. Gỗ siêu đẹp. Đây. Đây là cái phần bao tiền. Sau đây đây mình nhìn là ôm đá từ đây này, nó xuyên lên bên kia đấy. Đây là ôm một viên đá nhỏ cái này nhưng mà nó rụng ra này, rụng ra mất không tính nhá. Đây gỗ đây, cái này là một cái vết bẩn gỗ đây, gỗ cực đẹp mọi người nhé, cực kỳ tuyệt vời luôn đây ạ. Rất chất lượng này. Đây ạ, nó rất là chất lượng. Đây gỗ đây, cầu to, cầu to được kỹ, gỗ bao chất. Em sẽ đo kích thước luôn này, khoảng bao nhiêu để cho mọi người cái giá hợp lý thôi, cho hết nhé. Cái này dài hơn 50, chúng ta gọi 50 đi, dài 50 đi. Chiều cao là hơn 23, của 23. Dày của phôi rơi vào tầm 13, 14 phân và 13 phân. Cầu rất to. Đẹp. Giá đến lọc đầu tháng 1279. Đến đúng tiền gỗ thì công. Ra là cũng cố gắng bán cái giá hợp lý nhất có thể đó mọi người. Các bác Trinh, các bác Trừng, những cái phần chặt mây chặt gió này cũng đã mất công rất là nhiều công, không có vết đâu. Đây là cái vết sụn gỗ, không có vết mọi người, hàng em bảo không có vết. Ok ạ, rồi tiếp theo mình sẽ còn tác phẩm ngây đơn em bán nốt. Okay. Tuyệt vời luôn. Bác nào mà đang cần một tác phẩm ghi đơn và em bán cái này em tặng, tặng luôn mọi người mùng 1. Em đảm bảo mọi người luôn là cái chất gỗ đây, cái này là sần sụn chớp bét là nhè luôn, và hàng này không có vẽ vân đâu ạ. Không có vẽ vân mọi người nha, không có vết nỗi và không có vẽ vân. Một tác phẩm nghe đơn mọi người về bày ở vị trí nào các bác cảm thấy hợp lý, và chúng ta chơi cái chất gỗ này. Ui dồi này, đẹp thật. Mọi người nhìn này, chất gỗ này quả thật quá xứng đáng để chơi luôn. Mọi người nhìn này, không có tí vết nào nhá, và nó sần mới chớp các kiểu luôn. Đây này, mọi người nhìn này, không có tí kẹt nào hết. Này, gỗ em lựa, nó là những cái rễ, nó là cái rễ, những cái bạch, cái gốc ấy, nó đẹp, đẹp thật sự luôn. Cái này em ăn tặng luôn. Nếu mọi người làm nghề nó sẽ mất công rất là nhiều. Đây chia sẻ mọi người, nó sẽ chắp đây này, đây, bởi vì đây là một cái rễ hơi cong cong. Đây thì có chắp một miếng này, đây mọi người nhìn cái miếng này chưa. Để cho cái này nó đỡ cập kênh thì mình chắp một cái miếng này. Đó, đây là cái đáy gỗ. Đây, đó mọi người nhìn chưa. Đó, mà em sẽ bán cho mọi người đấy đúng tiền công, không đến gỗ. Đúng tiền công nào mới nhé, công có tiền full. Thực ra là món nghe này làm ra nó rơi vào tầm khoảng gần 800.000, cả gỗ hợp công tầm gần 800. Này gỗ đẹp chưa,
này bán mọi người 690. 690 nhá. 690 nhá. 690 nhá. Nhìn tay bê này. Tuyệt vời luôn. Tuyệt cú mèo luôn nhá mọi người nhá. Tuyệt cú mèo luôn nhá. Tuyệt cú mèo luôn, 690. Ok, con dê chưa? Quá đẳng cấp luôn đúng không ạ? Quá đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp luôn. Vẫn nhìn yêu thế. Màu nó gỗ cũng thích này. Đẹp hơn cả gỗ cẩm ấy. Gỗ khác cẩm ấy. Chỉ hai cái cẩm. Nghe cho mọi người lắm. Đẹp quá nhỉ. Thêm để lại đi. Đặt phần cầm. Lưu cầm để một khác. Không biết lên cái gì nhỉ. Thật sự là không biết lên cái gì. Lên một cái gì là blue vip nhá, nên bước gì là blue vip, không bị quay cù đâu, nhưng mà thôi chia sẻ mọi người. Hàng hóa mát chóng mặt, quả lạ lắm, củ gỗ đặc, củ gỗ đặc xịt các tình yêu nhá. Cân phổi cục phổi 58 cân, cục phổi 58 cân cắt đi làm mọi người, vì cục này nó đặc, gỗ đặc xịt, nó không bị bọng, cục gỗ đặc xịt luôn nhá. Thường thường hàng lưu bọng nhưng cục này không bọng, cục phải đặc xịt. Mọi người nhìn cái gỗ này, lưu ký đét và cái lưu của nó dã man lắm mọi người, kiểu dạng lưu cám kít đấy, dã man lắm. Kính đấm mọi người. Ui dồi đẹp. Tròn xoe. Sàng này nó là không phải lưu ấy đâu, mà hàng này là lưu ruột nước. Trong tất cả những dòng lưu ấy thì lưu ruột nước là một trong những dòng lưu đắt nhất và kinh dị nhất và hiếm lưu nhất. Nó hiếm hơn những cái lưu kia rất là nhiều mọi người nhé. Nên là các bác thường thường mọi người thấy là lưu ruột nước bao giờ thị trường bán giá nó toàn đắt gấp 3-4 lần lưu bình thường thôi. Đây là những cục lưu già đẹp đẹp, nó sinh ra lưu ruột nước không có vết nha mọi người nhé. Đây là cái này là tự nhiên ở gỗ đấy, lưu đấy, còn này nó bị xước một chút này. Đó, hết rồi đấy. Đây, vân tự nhiên của nó như thế, em không chỉnh sửa gỗ đâu. Vì sao mọi người thấy là nhiều nơi cái phần lưu gọi cái chất gỗ nó sẽ không được được tươi và được đẹp như gỗ này của em, bởi vì sao? Bởi vì gỗ lưu ấy, bản thân nó sẽ có những cái phần như thế này, những phần như này, và họ muốn làm hết được những cái phần này thì họ sẽ dùng một biện pháp, đó là tẩy và tẩy, tẩy và tẩy, tẩy một cách thật là kỹ và gần như làm hỏng gỗ luôn, làm hỏng gỗ luôn để nó ra một cái màu đồng nhất, để nó hết những cái này và ra một cái màu đồng nhất. Sau đó họ dùng một phương pháp, đó là phương pháp phun màu. Nên là cái nhìn cục gỗ nu thôi, nhưng mà nhìn cục gỗ nó giống nhựa chứ không giống nu. Nhưng bên em mình không bao giờ dùng cái biện pháp như thế, bởi vì thế nó hỏng gỗ, nó mất chất cục gỗ và gần như chúng ta chơi nó không còn giá trị. Chúng ta để kệ nó như này bởi vì là gỗ tự nhiên, nhưng bù lại mọi người sẽ thấy. Em cá và bác luôn là cũng những cục lu này, nu dạng giọt nước ở trên thị trường giá kinh điển lắm. Và cũng không có để chúng ta chơi đâu. Và thường thường là lũa niếc bục biết rất là nhiều, nhưng mà cục này mọi người đủ hai trẻ, nhưng mà có lưu nó nhiều quá, nhìn hoa mắt luôn, nhìn hoa mắt trong mặt luôn. Đây, hoa mắt trong mặt luôn mọi người, hoa mắt trong mặt luôn. Một cục nhất thôi 150 một cân,
em để cho mọi người cái giá đầu tháng hết lộc người sưu tầm thôi. Hàng ngô này thì không em lô, nói chung là cái lô lu em mua cách đây mấy tháng ấy, một lô lu mà em báo mọi người trong dưới một cân màu lu mấy tháng, hôm nay em mới dám làm cục này là cục thứ tư hay cục thứ năm thì có thôi, còn trước làm bốn cục là bán lỗ cả bốn cục rồi, còn cục này thì không biết thế nào, còn bốn cục trước là bán lỗ hết rồi, làm ra 3,5 triệu bán 2,5 triệu hết. Lu lu nó đánh bạc lắm mọi người ạ, mỗi lu đánh bạc lắm, mua gỗ đắt nhưng phải làm ra nó không có lu là chuyện bình thường, nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp được những cục lu như này đâu. Một lô lu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay được những cục kia, những cục này đặc gỗ đặc xịt luôn. Bây giờ mọi người bày một cái đôn kẹp bày bày cụ và bày lúc này vào là ok thôi. Rộng là 39, sâu tầm 37, và cao 46, rộng 39, sâu 37 và cao 46, siêu lưu một duy nhất của mọi người. Em có thi thoảng em buộc chặt em làm một nửa một cục đẹp em làm thôi, còn những cái cục xấu còn lại thì cũng chả biết là mình sẽ phải xử lý với nó như thế nào. Những bước còn lại là thật sự những cục còn lại là mình cũng không biết phải xử lý nó như nào mọi người. 150 một cân thì cục này thôi, để cho mọi người giá đầu tháng là có một cục duy nhất. Một cục này trên thị trường với cái chất nu giọt nước và lu kín đét mà tròn xoe đặc xịt này thì không có giá đến 10 triệu, đảm bảo luôn. Bởi mọi người tính cân gỗ ra, các bác nào là người đang chơi lu và sử dụng lu và đi mua gỗ phôi lu thì mọi người biết lu hương thì như thế này không bao giờ có giá dưới tầm 150-200 nghìn cân. 200 nghìn một cân thì cục phôi này chắc mười mấy triệu. Em để mọi người giá lấy lọc đầu tháng này. 79 số đẹp mọi người nhé. Mọi người sưu tầm chơi đâu. Hàng này em mình cam kết không xuống màu mọi người nhé. Hàng lu này của em thì nó là em không tẩy đâu, chỉ tẩy qua gỗ thôi, chứ còn nhiều lơ người ta tẩy bét nhè gỗ để cho nó nói đấy mọi người. Người ta tẩy bét nhè gỗ ấy, làm học với gỗ ấy. Về chơi mọi người cực thấy nó cực kỳ, nó nhanh xuống màu và nhanh đen. Cái lu mọi người mua ấy, về chơi một thời gian nó đen xì lu ấy, là vấn đề là vì bởi vì sao ạ? Thứ nhất là cái gỗ của người ta là gỗ lu loan là một, thứ hai đó là do cái vấn đề người ta tẩy gỗ quá là kỹ, và cái vấn đề của tẩy gỗ kỹ là nó sẽ bị mất chất gỗ, và khi cái gỗ nó bị mất chất và chúng ta chơi một thời gian là cái nhựa nó ra, cái nhựa gỗ nó ra và lu non nữa, đâm ra là nó sẽ có cái vấn đề là xuống màu đen xì thâm xì và nhìn gỗ chán. Còn lu bên em mọi người nhìn hàng này về bao chất bao đẹp và bao không xuống màu mọi người nhá, bao không xuống màu luôn, bởi vì toàn bộ em mua gỗ là gỗ chọn gỗ và gỗ già đét đẹp đẹp luôn. Mọi người nhìn những cái này đây này, dựa vào những cái như vân này và những cái vân như thế này là mọi người khẳng định mọi người đây là gỗ rất là già mọi người nhé, già gỗ và nu già thì đồng nghĩa việc là sẽ không xuống màu. Nu già khác, còn cái gỗ nu chết nó khác, nu chết nó khác mọi người nhé. Nu chết là mắt đen xì chứ không bao giờ có mắt hồng như thế này đâu ạ, mắt hồng như thế này đây là mắt hồng, còn nu chết nó sẽ khác mọi người nhé. Giải thích rõ còn rơi 79 nhá, bước đẹp rồi, cái sưu tầm nè, hàng sưu tầm. Ok, thế em mình xin dừng clip được, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay mùa đầu tháng, chúc các bạn một tháng mới hoan hỉ, phát tài phát lộc, bình an, ngoài sự là hanh thông, suôn sẻ, làm được gì cũng ok, tháng mới ok, các bạn có được nhiều tiền để có nhiều tiền để chơi đồ gỗ. Và phục vụ những đam mê của mình mọi người nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem clip mà thấy hay thì nhớ dành cho mình xin luôn like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Luôn cố gắng để ra cho mọi người những sản phẩm đẹp ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Chúc mọi người ngủ ngon.